Kính bạch sư phụ, có một vị muốn hỏi mà không dám hỏi. Vị đã hỏi, khi mà con uống nước, cầm ly chưa tới miệng thì đã đổ, mà thiền nhiều, không biết có phải khùng không ạ? Tôi đã giải thích nha, cái không biết này đó, nó khác hơn cái không biết mà bệnh tâm thần nó khùng á. Khác hơn cái không biết của người ngủ mê, khác hơn cái không biết của người chết giác, khác hơn cái không biết của người khờ ngốc, khác hơn cái không biết của người bệnh tâm thần, tức là khùng đó. Bởi vì những cái không biết kia đó, nó không có nổi lên cái tánh ham biết á. Còn người mà thường á thì có nổi lên cái tâm ham biết, nhưng mà biết không nổi thì nó mới thành nghi tình á. Cái nghi tình thì không biết, còn cái tánh ham biết từ lâu rồi á, muốn biết thì biết không nổi thì nó mới thành nghi tình. Cho nên khác hơn những cái biết không biết kia. Cái thực tế ở trong thiền tông nói chữ biết là cửa của tất cả tai họa. Tại sao nói chữ biết là cái cửa của tất cả tai họa? Cái biết này đó là đối với cái không biết, tức là cái biết của bộ óc, chứ không phải là cái biết của Phật tánh. Cái biết của bộ óc á thì nó hay chấp ngã đó. Vì cái chấp ngã đó thì làm cái nhân ác. Thì thành phải chịu cái quả ác, cho nên thành cái tai họa. Bây giờ á nói là làm cái nhân thiện đi nha, thì được cái phước báo, cũng như kiếp sau á được giàu sang. Nhưng mà lúc giàu sang á nó không có biết tu á thì nó là phải hưởng á, phải hưởng tửu sắc, phải hưởng cũng như mà ăn uống á, sắc sinh. Bởi vậy cái đó nó cho là cái mà mình hưởng mà, thì kiếp sau nữa nó sẽ đọa, nó cũng phải chịu cái khổ, cái quả bao khổ. Thì tại cái biết này đó, nó dùng cái bộ óc để làm chủ á, nó chấp ngã, thì nó làm thiện làm ác gì đều là gây cái tai họa. Cho nên nói chữ biết là cái cửa của tất cả tai họa. Còn cái biết của Phật tánh thì khác. Bây giờ mình tham thiền là muốn hiện cái biết của Phật tánh. Cái biết của Phật tánh thì nó không có chấp ngã, nó pha chấp ngã. Thì nó là cái nhã cái bằng vô số trụ. Ác không trụ, thiện cũng không trụ. Cho đến Phật cũng không trụ. Tôi đã có dùng cái cánh tay á để thí dụ, thì bây giờ tôi thử cái dịp này tôi thí dụ lần ha. Cái biết của Phật tánh là cái cánh tay này nè, nó hoạt bát vạn năng, nó lấy cái tách này cũng được, lấy cái bình này cũng được, lấy cái khăn này cũng được ha, lấy bàn lấy ghế cái gì cũng được hết. Nó giống là
hoặc bát vạn năng. Bây giờ á, nếu mà nó có sở trụ á, cũng như bây giờ á, nó trụ cái giác này này, thì á, cái dụng hoặc bát vạn năng nó bị đánh mất rồi. Muốn lấy cái tách này không được, lấy cái bệnh này không được, lấy cái khăn này không được. Cái này nó là tại cái biết của bộ óc đó, nó có sở trụ. Bây giờ tham thiền đó không cho dùng cái biết của bộ óc, thì trên cái nghi thiền này nè là cái không biết đó. Tôi nói tổ sư thiền là dùng cái không biết để tu. Cái không biết này, cái nghi thiền này đó cũng như cái chổi automatic, nó quét nó ra, thì nó mới trở lại cái hoạt bát vạn năng. Bây giờ lấy cái tách cũng được, lấy cái bệnh cũng được, lấy cái giác cũng được, lấy khăn, lấy cái gì cũng được hết. Tại cái bản tánh của Phật tánh nó là vậy, cái tam là vậy. Nó vốn là hoạt bát vạn năng. Hoạt bát vạn năng là tại nó vô số trụ, nó không có trụ chỗ nào. Bây giờ trụ chỗ Phật nó cũng bị chướng ngại nữa. Cho nên á, nói cái biết của bộ óc á, cái biết của bộ óc tức là cái bằng vọng tam á, thì là cái cửa của tất cả tai họa. Còn cái biết của Phật tánh á, của chân tam á, thì nó vô lượng vô biên, làm cái gì cũng được hết, nó không có chướng ngại, tại nó vô sở trụ. Một cái là có sở trụ, một cái là vô sở trụ vậy thôi. Có sở trụ á, thì thành gây ra tất cả tai họa. Không có sở trụ á, vô sở trụ á, không những mà không có gây tai họa, nó lại tự do tự tại. Làm cái gì cũng được hết. Cái sức lượng nó vô lượng vô biên, không có bị cái gì hạn chế. Nếu mà chủ nói Phật thì bị Phật hạn chế. Chủ nói Bồ Đề Niết Bàn thì bị Bồ Đề Niết Bàn hạn chế. Bị vô số chủ thì không có cái gì hạn chế nó được. Cho nên nó hoạt bát vạn năng, nó cái sức lượng, nó vô lượng vô biên. Chứ không phải là không biết, nói là khùng len. Cái không biết là không, cái là của cái vọng tưởng đó. Cái vọng tưởng đó biết là tai họa. Còn cái biết này đó là cái biết của chân tâm, chứ không phải là cái biết của vọng tưởng. Nhưng mà phải quét sạch tất cả biết của vọng tưởng, cái biết của chân tâm đó gọi là chân biên trì, nó mới hiện lên được. Chứ không phải là phải giữ cái biết của vọng tưởng nó mới không thành đen khùng. Thì tại á, cái biết của vọng tưởng mới làm cho người ta đen khùng đó.